Dạ trời ơi, em bên 5 ngày cái lúc mà nói 5 ngày tao giúp. Tao nói 5 ngày tao giúp. Bữa hôm tôi nghe nói tới mà nửa hai tháng hai tuần. Hai tuần mà nó nói với mấy thằng kia. Vậy là mấy tôi dẫn mấy người lại là anh Phương giúp phải không? Có nhiều người vô bình luận, nếu mà anh giúp nhiều quá là anh sẽ mãn phần trước cái thời gian mà anh nói đó nghe. Cái đại luôn hả? À, cũng xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay mình qua quay anh Phương, quay anh Phương về vấn đề mà ảnh bớt bệnh rồi, với ảnh cũng sẽ chia sẻ ảnh sẽ trị bệnh như thế nào và ảnh trị bệnh cả bao nhiêu người với cái khả năng của anh Phương. Thì mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nha. Mới thấy cái hình tượng của tượng Phật á, ai cho vậy anh Phương, ai tặng hay vậy? Rồi con mới qua coi. Ai? Vậy. Ở bên áo à? Ở bên nước ngoài cho ở hả? Nước ngoài hả? Cái tượng Phật đó ai tặng cái gì đó? Tặng bên Đồng Tháp cho á. À cái ngày qua. Cái một người bên Đồng Tháp cho á. Mấy thằng đó nó cũng đi tu hiền đó, nó mua ở đâu ngoài thành phố mấy mới gì ngày qua. À. Mua cho. Chưa để ngay chính giữa đó. Phải khỏi ấy. Dạ. Ủa Phật đó phải để trên đó nữa rồi chứ. Ừ, để dưới. Không là để ông nếu mà hình Phật là phải để trên cao trên kia không? Để nói được cái ông đó thì để ở đây nè. Phải thiết kế để là để Phật bên trên cao. Sao mấy bữa nay đỡ chưa? Nè, xin ta 5 triệu để mua cái máy. Cái gì cái máy vô hẩm đâu rồi? Máy vô hẩm nó cho con Thư rồi, Thư đi mổ rồi. Máy 3 triệu mấy cho, 2 triệu mấy cho ha? Ừ, cho cháu thôi chứ không phải nó cho cháu. Máy này là mới mua đó, người ta cho 5 triệu đó. Tức là người ta tặng máy này cho nè. Tặng gì? Đi mua luôn á, mình đi mua á. À, tức là anh đòi mua máy này ha? Ừ, mua máy đó. Mày có nghe được gì không? Có điện thoại dạ, cho ai không? Nghe đâu đó. Nghe giảng nè hả? Thu nó bắt từ giờ đó. Ừ. Thấy quay thì nó mới chạy chậm. Để nó lên mạng coi YouTube chứ. Ở đây chắc xăm xăm quá. Xăm cái gì mình không biết nữa. Ờ con mượn chắc con. Không phải đâu, mấy hiệu gì. Ờ, cái này hả? Hiệu này hả? Cái gì á? Cái ốp lưng này sai rồi. Ừ. Một ốp lưng khác. Lưng đó chỉ hai mua á. Sai à? Lại qua đi mua. Mấy bên này lạnh không? Gió bắt tới rồi đó. Thì lạnh đó, lạnh mặn đó. Lạnh đó phải không? Lạnh đó. Lạnh đó phải không? Lạnh. Nè mà áo gió nè. Lạnh quéo luôn. Ừ. Mòn thai mà chưa là ai, mòn thai mà đâu ai. Lạnh thiệt luôn, sáng là lạnh luôn. Thiệt gió này lạnh chứ. Không lạnh không? Nằm đây còn không? Thêm lên lạnh không? Gió nữa nè. À. Không hả? Không sao đất mà anh. Lạnh gì trời? Mẹ đất mà anh. Lạnh giò ơi. Rồi mấy ngày nay thấy đỡ chưa? Thuốc đỡ khỏe luôn chưa? Ta mới cái ngô đó ở ngoài thành phố đó. Bữa nay hết khè nè. Bữa nay hết khò khè đó. Ừ. Hết khò khè phải không? Hết rồi phải không? Nè cho cái này là thở thở rồi, thở rồi. Đó, có ao. Ờ hết rồi đó. Hết rồi. Nè. Lúc đó thứ anh ta tặng đó nha. Ở ngoài thành phố tặng 5 chai đưa cho Tuấn bển hết chai rồi còn 4 chai. Cái đó là chị ho rồi đó. Chị ho đó, khò khè đó. Ồ. Trời ơi thôi thuốc em nó mặt mình quá nhiều thuốc bởi vì bên cạnh đó có nhiều người mà khán giả xem video thấy anh Phương ho này chỉ đủ thứ vậy. Rồi cái gì nữa là đem vô tao nấu cái đường phèn đó mà chưa nấu luôn. Chỉ nhiều quá cũng gia đình cũng không biết cái gì luôn. Cái cô gì ngoài Mỹ ngoài cũng đỡ mà thuốc đem vô sắc hai sắc cho nó. Sắc đó mà nó uống nó khỏe. Quên cái gạo. Nó này có tiền nè ha. À. Sao biết có tiền? Sao không biết? Không phải qua thăm chơi thôi chứ tiền. Phải qua lúc nào cũng có đâu nghe. Tiền như nhưng mà anh đóng ở đây có không? Có. Có đóng bao nhiêu? Bao nhiêu có chị ơi. Ờ đóng thử bao nhiêu coi. Nhiều hay ít? Thử rồi, đóng thử rồi. À ít. Ít hả? Ít là cỡ nhiêu? Ai vậy? Trời ơi. Anh trai chịu quá ít rồi. 4 triệu cũng ít nữa rồi. Hôm nay thì anh Phương thì thấy mặt mẹ da dẻ hồng hào lại nè. Nhưng mà hổng gà anh có giúp cho ai không hay là sao rồi?
được không? Ừ. Giúp lai gai hoài, tao giúp lai hoài mà nó không chịu mẹ ơi, nó nói chuyện nó làm rồi, nó dạ. Nói tao tự tao với nhau. Cũng tao, có rồi. Nhiều khán giả người bệnh ta kêu giúp nó giờ thôi, 2 tuần nữa đi. 2 tuần nữa đó. Sáng này cũng có cô đó nhờ giúp cái này, nhưng mà con nói anh Phương anh còn anh tâm luôn lại rồi, còn bệnh. Thì khổ nói gấu bị bệnh quá trời luôn, không biết sao giờ. Đó thì bây giờ lai gai xin chỉ địa chỉ giờ cô xuống nhà đi, rồi có gì thì có gì thì anh Phương giúp. Đó bây giờ cô không biết sao nữa. Ờ cái gì coi địa chỉ đi. Ờ địa chỉ đi đó rồi. Giúp hết thì hết, không hết thì thôi hả? Ừ. Không hết thì vô giúp, hàng giúp hả? Hết là hết phép luôn. Bữa hổm nó nói gì đây nè, vô hàng nó mấy ấy chứ còn ở ngoài chưa chết, tôi vô hàng mới có sao. Ừ, nó nói có sao. Ừ, vô hàng mới có sao. Cô đó nói nhờ con dẫn qua. Cô đó đâu thành phố hả? Con nói tiếp nhằm khi cô xuống, cô ở đây ở thành phố á. Rồi nhưng mà khi cô xuống anh Phương anh không tiếp rồi mất công rồi cô đi về. Hỏi nó trước mới được. Hỏi nó trước mới được, nó chịu thì nó làm, không chịu thôi à. Vừa sáng mấy người đó lợi không năng nỉ luôn. Nói con tiếng một làm 4 cây nước rồi nó chịu gì rồi. Không dài chứ. À. Không dài vắng lâu rồi cũng muốn giúp đúng không? Nhớ rồi. Hả? Dạ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Hứa gì? Nói gì? Dạ cái ơi em bên 5 ngày cái lúc mà. Nó nói 5 ngày tao giúp. Tao nói 5 ngày tao giúp. Bữa hôm tôi nghe nói tới mà nửa tháng. 2 tuần. 2 tuần mà nó nói với bạn kia. Cảm ơn em bên đây là 5 ngày mà. Tao nói bay thì 5 ngày. Bên đây 5 ngày á. Mà mỗi chỗ mỗi khác á. Thì sao bên đây sớm hả? Vậy là mấy tôi dẫn mấy người lại là anh Phương giúp phải không? Tháng mà hứa trên mạng tao là nó 1 tháng vừa đó. Hứa với bên kia nữa tháng, hứa bên đây 5 ngày. Hứa bên đây 5 ngày, còn hứa với nãy thì hứa với nãy cũng 5 ngày mà nửa tháng nữa. Chê. Rồi. Rồi cả. Hôm nay nó có khò khè nữa. Hết rồi, hết khò khè rồi. Lát bây giờ tao bắt cái clip đó cho mày coi. Có clip đàng hoàng cho tao nói. Có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. Có clip luôn nữa. Khỏi cãi. Ôi trời. Đâu nổi. Cãi là. Thì bữa nay cũng vui là anh Phương cũng bớt nhiều dữ lắm rồi. Gương mặt thì cũng có sắc lại rồi. Có máu lại luôn, bữa hổm xin lè cả nhà. Bữa này nào cũng như có nghĩ là bữa này nào cũng... Cắn ngàn, cắn ngàn của nó nghe ơ. Sẽ sẵn giúp ra, nó sẽ sẵn giúp ra. Nhưng mà giúp lại hả? Giúp cái khi nào đau không? Chuyến này đau, có đau không? Giúp rồi, mới bớt rồi, giúp rồi đi nhập viện nữa là sao trời? Không có đau, bảo đảm luôn. Trời ơi, bảo đảm đâu luôn á. Không có đi đâu bảo đảm luôn. Nhớ nha. Nhưng mà có nhiều người vô bình luận, nếu mà anh giúp nhiều quá là anh sẽ mãn phần trước cái thời gian mà anh nói đó nghe. Cậy. Cậy luôn hả? Cái này cân giả gạo mà. Cái gì? Cái này giả gạo mà. Giả tạo. Giả tạo. Mà không nghe mà cô Năm bà nói hả? Bà nói thí dụ như mà mày nói tới tháng 2 mày đi là đúng thời kỳ, nhưng mà mày đi trước dụ 4 tháng, nhưng mà 4 tháng đó chưa tới thời kỳ mày dẫn đầu thai, chứ là mày trả 4 tháng đó rồi nhảy xuống lại. Chính lời cô Năm nói đó. Mày phải trả cái cho hết cái đó rồi mày mới lên lại. Tao nói cho tính gõ gàng quá, không cần tao bắt đó. Kệ. Đó là cô Năm nói. Tại đúng cái đó mới đúng nhiệm kỳ của mày đi. Mày đi làm quá anh sẽ đi trước đó. Đi trước rồi quay lại phải trả 4 tháng nữa chạy xuống lại mới lên lại. Kệ nhớ là làm mà anh đi trước quá là khán giả cũng không có tin đó, anh phải nói cho chính xác luôn. Không đúng cái xác đâu mà tin. Mà muốn gì đó tập là tập trận, nó cũng làm nó tập lên mạng thôi. Bằng chứng chứ tao đâu nói đâu.
con năm nay phải thì làm, phải thôi đừng làm quá sức người yếu cái con người. Đúng rồi đó. Cho bà mẹ bà khổ đó, bà bữa đó bà nói gì nha, bữa đó có Dũng nữa, bà không có gì đó, thôi đừng có làm nữa, tôi nghỉ đi. Dạ. Bữa đó là em có gì đúng quyền tính mà bà đúng nói rõ kìa. Bà nói nếu như thí dụ tháng 2 có đúng rồi đúng. Nói ngoài đó tháng 2 là đúng chứ còn bà nói đi chưa, nếu nó làm quá nó mệt nó sẽ đi trước, thí dụ đi trước thì 4 tháng nó phải đầu thai cho là trả 4 tháng đó rồi trở xuống lại mới lên cái nữa đó. Bà nói rõ ràng mới đủ ha, nó mới đủ. Cô Năm nói đúng đó chứ, cô Năm hay lắm đó. Nhưng mà thì làm thì vẫn cho làm cho giúp đời, nhưng mà giúp vừa vừa thôi, còn sức hay giúp có sức thì làm, còn không có sức thôi. Bữa nào mệt thì hẹn người ta bữa khác. Còn tôi mới nói nó vậy, cái nó nói thôi, mà chuyện của ta làm, ta biết với bà không biết chứ. Mà chị hai nói, tôi nói nó nạt gì. Nó hỏi nó có y gan gì không? Bệnh rồi mà bệnh rồi. Mẹ khổ không? Bệnh rồi đây mà tao khổ cho tao. Bữa đó mày về là mày bữa tao đâu chịu gì phải không? Mà bữa đó tao khóc nữa, rồi ở mấy bà đó nói sao tại sao bà mẹ mày khóc vậy mà mày đi về địa phương. Nói chuyện của tôi kệ tôi mấy bà, mày còn nạt mấy bà đó nữa. Và sẵn hôm nay cái dịp mình qua thăm anh Phương thì có hai mạnh thường quân đã gửi cho anh Phương. Thứ nhất là anh Lâm Thanh Tùng đã gửi cho anh Phương 1 triệu. Và một bạn tên Thanh đã nhờ Lê Thanh gửi cho anh Phương 500. Và bé Tấn 500 cùng với bé Bò 800 thì trước mình sẽ trao cho anh Phương với số tiền 500 của một bạn tên Thanh này. Với của anh Tùng 1 triệu nữa là 1 triệu gửi nha. Thì có hai vị khách này tặng cho anh Phương để lo thuốc nha anh Phương. Đây chịu gửi nè. Nói gì đó. Em cảm ơn anh Cung. Cảm ơn anh Tùng với chị Thanh nha. Em cảm ơn chị Trần Hương. Là người bận em có tiền. Anh rất cảm ơn anh ngày năm ngoái là cả rồi đó, những lời cảm ơn của anh Phương gửi đến anh Tùng và chị Đăng nha. Thì chúc cho hai vị khách này nào cũng sẽ được nhiều may mắn và thành công trên bước đường sự nghiệp của mình nha.